chào thanh niên chung tay dựng xây nên những ngày mới ngập tràn tiếng cười. Cùng nhau ta đi trên con đường dài phía trước. Chờ ngày bao gian nan quyết tâm vươn ra thế giới chinh phục năm châu. Vượt lên chính mình để nói với cả thế giới. Tôi là người thanh niên sẵn sàng tiên phong. Tôi là người thanh niên chéo con tiên dòng. Tôi là người thanh niên mang niềm tự hào trong tim. Đoàn thanh niên Việt Nam. Ai cũng thấy đất nước ta vẫn còn vất vả, muốn trở thành một cường quốc thì con đường còn rất xa. Vậy nên thanh niên chúng ta hãy cùng nhau xung kích đi đầu khi tổ quốc cần. Nào có quản ngại gì đâu, xung kích phát triển kinh tế xã hội và hội nhập cùng Nam Châu. Thanh niên trường học, công nhân viên chức, nông thôn, đô thị cùng phấn đấu sáng tạo trẻ ba trách nhiệm văn minh đô thị và nông thôn mới. Dạy tốt học tốt, trang bị kiến thức để tự tin bước ra thế giới. Xung kích tình nguyện, cố gắng vì cuộc sống cộng đồng, đảm bảo cho một xã hội tươi đẹp và bao lớp người hàng trông mong. Xung kích bảo vệ tổ quốc và bảo vệ sự yên bình. Hãy nhủ rằng trách nhiệm này ai cũng mang, không phải chỉ riêng mình. Xung kích lao động sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ cho ngày mai, vì một tổ quốc hiện đại công nghiệp phát triển trong tương lai. Xung kích bảo vệ môi trường, ứng phó bão lũ thiên tai, đừng để vấn đề thiên nhiên đang chết vẫn tiếp diễn thành một câu chuyện dài. Những đoạn đường phía trước còn dài, thanh niên ta cùng nhau tiến bước, đi bên nhau nắm tay nhau vượt qua mọi chông gai. Chẳng ngại gì khó khăn, vây quanh chẳng ngại chi thử thách rất cao. Vươn thật xa này, để chinh phục cả tương lai. Mơ mình như là một làn gió mai, đi đến nơi nào ngập tràn ánh nắng. Vượt xa những gì mình biết, đưa tổ quốc đến với Nam Châu. Dẫu và gian nan là lối ta, chẳng hề đắn đo gì. Hỡi thanh niên ta chung tay cùng dựng xây một đất nước mãi tươi. Hãy nhớ thanh niên sẽ không phải đơn độc, có con gồng gánh. Những lúc thanh niên cần giúp thì lớp sẽ có đoàn đồng hành, đoàn sẽ hỗ trợ trong nghiên cứu, học tập và rèn luyện, để giúp thanh niên hoàn thiện kiến thức để thành người vừa hồng vừa chuyên. Đồng hành trong nghề nghiệp và việc làm với thanh niên, hỗ trợ các nhu cầu tìm việc, học nghề và khởi sự doanh nghiệp. Thanh niên nghèo, thanh niên khuyết tật hay thanh niên lầm lỡ, tất cả đều sẽ có được những cơ hội cho riêng mình khi được đoàn hỗ trợ. Đoàn sẽ còn đồng hành trong đời sống thể chất và tinh thần, xây dựng nếp sống lành mạnh cho khắp mọi miền, gắn kết tình thân. Thanh niên yếu thế, sức khỏe không tốt sẽ được chăm sóc tận tình. Sách báo thông tin thanh niên tiếp cận sẽ luôn sâu tốt phân minh. Thực hiện những ước mơ vươn xa đến chân trời mới, đoàn cục sẽ luôn chấp cánh cho thanh niên bay cao trong cuộc đời. Đồng hành với thanh niên phát triển kỹ năng xã hội, để những ước mơ thành công bằng thực lực chẳng còn là chuyện xa xôi. Những đoạn đường phía trước còn dài, thanh niên ta cùng nhau tiến bước, đi bên nhau nắm tay nhau vượt qua mọi chông gai. Chẳng ngại gì khó khăn, vây quanh chẳng ngại chi thử thách rất cao. Vươn thật xa này, chinh phục cả tương lai. Mơ mình như là một làn gió mai, đi đến nơi nào ngập tràn ánh nắng. Vượt xa những gì mình biết, đưa tổ quốc đến với Nam Châu. Dẫu bao gian nan là lối ta, chẳng hề đắn đo gì. Hỡi thanh niên ta chung tay cùng dựng xây một đất nước mãi tươi đẹp. Mơ mình đừng làm một làn gió mới, đi đến nơi nào ngập tràn ánh nắng. Vượt xa những gì mình biết, đưa tổ quốc đến với Nam Châu. Dẫu bao gian nan ngăn lối ta, chẳng hề đắn đo gì. Hỡi thanh niên ta chung tay cùng dựng xây một đất nước mãi tươi đẹp. Mơ mình đừng làm gió mới, đi đến nơi nào ngập tràn ánh nắng. Vượt xa những gì mình biết, đưa tổ quốc đến với Nam Châu. Dẫu bao gian nan ngăn lối ta, chẳng hề đắn đo gì. Hỡi thanh niên ta chung tay cùng dựng xây một đất nước mãi tươi đẹp. Mơ mình đừng làm một làn gió mới, đi đến nơi đang ngập tràn ánh nắng. Vượt xa những gì mình biết, đưa tổ quốc đến với Nam Châu. Dẫu bao gian nan ngăn lối ta, chẳng hề đắn đo gì. Hỡi thanh niên ta chung tay cùng dựng xây một đất nước mãi tươi đẹp.